Rồi, hôm nay nhập cái thắc anh này về để xử lý con mic BBS này các bạn này. Bây giờ là nó không bắt sóng, không phát sung, không biết là do tay không phát sung hay là cái bộ thu này nó không thu được sóng. Thì mình có kiểm tra rồi, cái việc mà IC ở đây nó chưa ra cái sung lệnh để chuyển trạng thái đèn hiển thị, có nghĩa là ngay từ con IC nó đã không đưa ra lệnh rồi, thì khả năng cao là con này nó sẽ không phát sung được. Nó có hai phương án, là một là hỏng thạch anh, hai là chết IC. Bởi vì mạch con này nó rất đơn giản các bạn ạ, cho nên là bây giờ mình đi, mình đã nhập thạch anh về và mình sẽ thay thạch anh nhé các bạn nhé. Ở đây nó có hai loại, một loại là 24, 24 đấy, 24 mê đấy, 24576 và 24000. Và đây mình có nhập là 24576 này và 24000, nhưng mình nhập chở chân cắm nhá. Nhưng mà đây nó thay anh chân cắm, nhưng mà đây nó tận hai vế đều bị một bệnh. Mình tìm tất cả các cái đường chung của nó, từ nguồn cấp, từ tín hiệu ra led, từ tín hiệu âm thanh audio, bắt đầu audio từ con 458 này ra xuôi là ok hết. Mình cho mạch phát sung vào, Oxino phát sung, phát luôn thẳng vào từ chân con IC dao động này xuống 458 này, phát ngay từ đầu vào này, và 458 này hoạt động nhé, ra sung ra audio ngon lành luôn. Bây giờ chỉ còn là tín hiệu từ con này ra audio chưa có, tín hiệu từ con này ra mạch hiển thị chưa có. Nói chung là xoay quanh con dao động này thôi. Và bây giờ là tất cả những linh kiện xung quanh này mình kiểm tra hết rồi, không có nào vấn đề gì cả. Còn mỗi hai con thạch anh này mình chưa thay và hai con IC mình chưa thay. Nhưng mà khi mà hai con IC này mình tra trên mạng thì một con này nó đã 19 đô rồi các bạn ạ. Mà 19 đô thì chắc là khách hàng bỏ đầu ghi này thôi, đầu thu rồi thôi. Cho nên là giải pháp rẻ tiền nhất là thay 4 con thạch anh này. Nhưng mà không thể, mình nghĩ không thể làm sao mà hai cái tay này nó cùng chết một lúc. Không có. Ví dụ nó chết một tay, còn tay kia vẫn bắt được hai kênh. Nhưng mà cái tay này nó có cái nhược điểm là tay nào bắt kênh tay đấy chứ không bắt lệch kênh được. Có những cái BBS thông minh là có thể dò sóng chung được. Có nghĩa là tay này có thể lắp vào 1 vào 2 được, tay này lắp vào 2 vào 1 được. Nhưng mà ở cái này 1 là 1 và 2 là 2, nó dò hạn chế sóng thế. Chính vì thế cho nên là không biết là đầu thu chết hay là tay mic chết cũng không rõ. Bởi vì sửa quá nhiều luôn. Thạch anh dao động thì mình đo cặp là con này sống này, thì led vẫn đang hiển thị này. Nhưng con này thì mình đo thì không thấy dao động. Chính vì thế cho nên mình sẽ đi mình thay thử. Thay thử thạch anh để xem ok không. Hy vọng là ok để cho nó giảm chi phí khách hàng chứ. Bây giờ chỉ vì con IC dao động mà nó mất sóng thì đến lúc vứt cái đầu đi nó phí lắm các bạn ạ. Đây, và mình cũng quay trực tiếp này để cho khách hàng xem video luôn. Tức là đã đi fix hết mạch rồi nhé, còn mỗi thạch anh dao động và IC dao động rồi. Nếu mà thay thạch anh dao động mà không được nữa thì IC dao động là 19 đô một con. Đấy là giá nhập, chưa tính thuế nhập khẩu nhé. Mà 19 đô các bạn đổi ra cho là 20 đô đi. 20 đô nhân 25 là ra 500.000 một con đấy. Hai con này 1 triệu. 1 triệu thì thôi bỏ cái đầu luôn thì bạn ạ. Ok, bây giờ mình đi mình thay hai con thạch anh, 4 con thạch anh mới vào nhé. Mình tạm dừng video nhé. Và các bạn ơi, mình đã thay thử một vế của dao động nhá. Mình chưa thay vế bên kia, mình thay một vế này thôi. Hiện tại là mic vẫn chưa bắt được các bạn nhé, vẫn đang không báo không bắt được này. Đấy, chưa bắt được sóng. Mặc dù mình set tay cầm đúng 7825 nhé, 825 này, nhưng vẫn không bắt được sóng luôn nhé. Đấy, vậy là nó không phải do thay anh dao động nhé. Thay anh dao động của máy vẫn là tốt.
không phải do thành anh dao động nhá. Đấy, không phải đổi tại thành anh dao động nhá. Vậy là bây giờ để các bạn biết rõ là thạch anh có dao động không, mình sẽ đo bằng Oxyno trên chân thạch anh luôn nhá. Nào, bật Oxyno nào, đo trên thạch anh luôn. Đây mình sẽ bật tia 1 này, mình sẽ đo trên từng cặp thạch anh nhá. Máy của mình là 100 mê, cho nên là đo thạch anh có 20 mấy mê này thì thoải mái nhé. Để mình tắt bớt đèn đi. Đây. Bây giờ mình đo con đầu tiên này, chiếc đầu tiên này, chiếc 24756 nhé. Nhá. Chiếc thứ hai này, chiếc 24000 này, chiếc 24000 không dao động các bạn nhé. Đấy, còn chiếc thứ nhất này, chiếc thứ nhất là có 24756 nhé, là có dao động. Còn chiếc thứ hai là chiếc 24000 là không có dao động các bạn nhé. Đấy, chiếc 24000 này không có dao động. Thì chỉ có mỗi chiếc 24756 là có dao động thôi. Mà thạch anh mới tinh nhé, không phải là thạch anh cũ thì anh gì nhé. Bây giờ mình để chắc chắn mình sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa các tụ mà ở chân thạch anh nhé. Các bạn này, khi mình thay con tụ ở chân thạch anh thì nó bắt đầu nó ra dao động, nhưng mà dao động nó cũng đang hỗn loạn các bạn này. Núc thì nó lên được 21 kHz này, 0 mê này, 63 Hz này, 13 Hz này, cái dao động nó không ổn định các bạn nhé. 1.42 Hz thì ăn thua gì, dạng sóng thế nào. Tốc độ mình chạy nhanh này, tốc độ chậm đi này, để mình xem dạng sóng nhé. Còn chiếc bên này nhé, dạng sóng của nó lại kiểu này các bạn này. Đấy, dao động xin này mới chuẩn này. Để mình làm sao mình cố định được, cố định cái này để mình cặp xin cho nó chuẩn này. Nói chung dao động của thạch anh nó phải là dao động hình sin thì nó mới chuẩn, chứ dao động lung tung thì nó vẫn chưa đúng luôn ạ. Xem nào, để auto ra nào. Rồi khó gặp. Auto 49 Hz, 49 Hz thì khả năng cao là 50 Hz, khả năng cao là nhiễu điện, chưa phải dao động của thạch anh. Nhiễu tần số dao động thạch anh là 20 mấy mê, không phải dao động. Nhiễu điện này bạn này, đây không phải dao động thạch anh, không có tần số luôn này. Đây này, thạch anh này vẫn chưa dao động mặc dù mình thay thạch anh mới nhá. Mặc dù mình thay thạch anh mới mà nó vẫn chưa dao động các bạn nhé.
Vậy là lỗi nó không phải do Thạch Anh đâu. Thạch Anh zin của nó không hỏng. Và cái nguồn cấp ra mình đo cho các bạn xem nhé. Tại chân Thạch Anh nhé. Xem nó bao vôn này. Mình sẽ đo điểm chân chung của Thạch Anh và chân bên kia nhé. Nó có chỉ còn 5mV thôi. Đấy, bình thường là Thạch Anh nó phải có điện áp. Không có điện áp này. Nếu mà đo với mát này thì cứ 0.7 này. Đấy, gần như là con này con IC này là không ra điện áp cho Thạch Anh. Đo với mát này. Đấy, con này còn ra được 1V này. 1V1 này. À, chân này với mát này. Điểm chung với mát này. Đấy, nó còn không ra tí điện áp nào cho Thạch Anh thì làm sao Thạch Anh chạy được. Bản thân cái IC này nó không ra điện áp. Đấy, chân Thạch Anh đang 0.7V này, chưa được 1V này. Đấy, Thạch Anh không có điện để mà dao động chứ. Để mình đi mình check thêm nhé.